Em bé này là một bé mèo dương, một bé mèo trưởng thành. Em là mèo đực, nó đáng yêu cực kỳ luôn. Nó rất là cuốn người, khi mà mỗi khi mà mình chơi với con mèo dưa này, nó đều quanh quẩn đến đằng quanh quanh người mình, đứng dụi vào chân, rất là hay. Tai cụp lưỡi, tại bé bé cụp lưỡi. Các bạn có xem video trên kênh của mình thì thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh, ủng hộ channel Kitten Mèo VN nhé.